chúng ta sẽ truy cập vào menu. Ở ngoài màn hình chính chúng ta sẽ bấm giữ nút M OK để vào menu. Tại đây chúng ta di chuyển sang phần thiết lập liên kết. Chúng ta sẽ vào Ethernet. Tại đây các bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ IP trên máy chấm công của chúng ta đang là 192.168.100.25. Thì tại đây chúng ta sẽ bấm nút OK. Và chúng ta di chuyển xuống số cuối cùng, số 25. Chúng ta sẽ sửa lại thành 210 theo như trên phần mềm mình vừa sửa lúc nãy. Sau đó các bạn di chuyển xuống và chọn vào nút xác nhận. OK. Như vậy là các bạn đã đổi IP trên máy chấm công thành công. Sau đó chúng ta bấm trở về màn hình chính.